đời không nghĩ là thơ, cuộc đời chẳng phải là thơ, nhưng nhờ có thơ chúng ta bay bổng, nhờ có gì mà chúng ta yêu. Nếu mở rộng trái tim thành vũ trụ thì chúng ta ôm cả bầu trời, thật ra chỉ là giọt sương, giọt sương nhìn vào có mặt trời, có cả thế giới này. Bạn sẽ thấy giọt sương lặng lanh trên đầu ngón cò, và nếu trời nắng lên trong vũ trụ lấp lánh tuyệt vời, giọt sương sẽ tan đi mất rồi. Giọt sương đã mất rồi, nhưng mà trong năm bia đá thì mòn. Mình ngắt vô, giữa lưng tựa vào nhau, sáng trăng, ánh sao, ngắm mây trời.
Thank you.
Như hôm đầu tiên em nhìn nó thì chắc là anh Hùng. Ê, đứng ngay rồi, đứng thẳng rồi. Chồng dạ. Không ngay rồi, nói không hay. Dạ, thì như hôm đầu tiên em nhìn thì anh Hùng có ra Hùng mặc một cái áo mà thiết ở trong, không phải là họa tiết sọc ngang cao mà là họa tiết ngoài. Và anh Hùng không có đi đưa dạy cá sấu đó, mà đưa dạy vào cá. Còn chị em thì cái mặt váy cho là một bộ chim xuống như thế này. Dạ. Đúng không? Đúng. Còn cái gì nữa? Ai thấy cái gì khác? Trời ơi, chúc mừng em 200 điểm. Mỗi một người 100 là 200. Bây giờ chỉ còn có hai bạn nữa thôi nha. Các bạn nào biết mình, bây giờ chưa lẹ lên. Ủa sao con trai mà quan sát kỹ hơn con gái gì ta? Con gái gì sao vậy? Em ơi, xin tên của mình để sao nó còn làm biên bản không biết. Còn biết tặng quà là điểm ai, xin tên nha. Em nói xin tên liên tục nha. Và tôi tên là cái gì? Bắt đầu. Dạ xin chào anh chị, mình là, tôi là, hiểu chưa đó cái tên mình vô. Mình xin tên luôn, mình xin tên, mình xin nói, mình xin tên mình luôn, ok. Tôi là Hồng Sơn. Thì nãy tôi thấy anh Hùng đóng vai là một người ca sĩ. Còn nhìn chị Thúy An, chị Thúy An. Và chị Thúy An thì mai đôi giày giống vậy đúng không, mà chị có thay đổi bộ đồ? Dạ không, vừa nãy như đôi giày khác. Ờ, nãy mặc váy trắng cho nên chắc mặc đôi giày dài đúng không? Tự tin lên, tự tin lên, mình sai thì cũng tự tin, hiểu chưa? À, mình phải ung dung tự tại, mình đừng nhìn nó soi mói tò mò, nhìn mặt một cái hình xấu, hiểu chưa? Mình cứ nói ung dung thoải mái, hiểu chưa? Bởi vì cái phong cách của mình được đánh giá qua cái phần, không phải mình tập trung để mình dành đáp điều sâu, cái điều đó phỏng cái đẹp, nghe chưa? Thì bữa nãy hai người này là đóng vai là ca sĩ, còn bây giờ là đóng vai người mẫu. Ủa, người ta thiệt là như vậy, không có đóng cái gì đâu. Hả? Ca sĩ này ca sĩ thiệt, chứ đâu phải là tụi em lên làm gương mặt thân quen rồi đóng vai giả làm nhũ nhã HAT là bả cưng. Cái đó là tại cách dùng từ của cưng thôi, thầy biết trong đầu em gì đúng. Nhưng mà cái cách dùng từ của em nó chưa có trùng khớp với cái anh suy nghĩ. Cho nên vì vậy em được cộng thêm 100 điểm. Và dám nói cái gì là em sẽ bay lên người của tên. Đúng không? Đúng rồi. Lúc nãy thì em che dù em cũng có được quan sát, nhưng mà theo em thấy thì lúc nãy cái câu chuyện phỏng vấn của hai anh chị là cặp vợ chồng, còn bây giờ hai anh chị là đang đi thi chương trình hoa hậu, là người ta đọc kết quả mạnh mẽ nói là ta đi thi đó, đi thi mà sẽ diễn tập với nhau, và là kết quả là bây giờ là ra sân khấu để chào khán giả. Ờ, cũng chèo và theo chấp thì đó là ngày MC đúng không? Vậy thì theo chị là hai vợ chồng hay là vợ chồng hay là chỉ là đóng vai? Đóng vai là thông thường là vợ chồng đó đúng không? Nhìn cái ánh mắt là biết đúng rồi, nhìn cái ánh mắt của nhau là biết rồi. Tôi không tin bây giờ ai làm cho hai bạn này hôn nhau thì người đó sẽ được quà. Nghe nè, nghe nè, người ta yêu nó tức là người ta nhảy vào họng người ta, người ta nuốt luôn trong bụng ra sao. Ai làm cho hai bạn này hôn nhau thì điều gì sẽ xảy ra? Ai biết? Có phải họ là vợ chồng không? Chưa chắc, họ hôn cho các bạn vui lòng. Nhưng nếu họ hôn nhau
thì các bạn sẽ được một phần quà, và hai vị khách mời của chúng ta cũng có quà. Cho nên đây là một cách hùng vô cùng. Cứ đến 1, 2, 3, không có ý kiến, giờ cho người khác đi. 1, có ý đó là qua ánh mắt của hai bạn đó là hai bạn có cái tình cảm, không chỉ có sự tình cảm, có sự trân trọng và đồng hành với nhau. Bạn ơi, bạn là tiến sĩ tâm lý xã hội giáo dục tâm thần học, tại sao bạn yêu người ta là hai bạn? Hai bạn nữa rồi, mô phật. Hai anh chị là hãy thể hiện tình cảm của mình. Ví dụ người ta thường nói rằng là nếu tôn trọng nhau thì hãy hôn làm trái nhau, nếu như mà yêu thương nhau thì hôn làm má của nhau, còn nếu say đắm trong một mối quan hệ thì hãy hôn vào môi của nhau. Ê, cái cảm này nó kêu một hôn đầu gối với nhau, sao mình thường nói nha, cho nên mình đừng lấy những chuyện nguyên tắc của người khác mình trông lên đầu người ta. Người ta không có thèm làm cho mình vui lòng, đừng có mặt hồng. Mình có thể cảm thấy được là cái cảm xúc của hai anh chị rất là nhiều, nó e thẹn cũng có, nhưng mà nó cũng có một cái gì đó rất là say đắm. Nó nhìn ánh mắt của chị nhìn anh cũng là một cái ánh mắt anh phải nhìn nhận tình yêu là để cho thế giới nhìn thấy mà. Gần Noel rồi, bây giờ gần Noel rồi thì hồi nãy nghe nghệ sĩ Thanh Bạch có chia sẻ là cái người mà người giống như là người hôn cũng được một quà, và người mời họ hôn cũng được quà vậy thôi á. Bây giờ giống như chị nói thì bây giờ cho ba cặp đi, ba cặp lên đây hôn đi, thì có gì đó thì nghệ sĩ Thanh Bạch tốn thêm quà, giống như là một cái biết rồi. Ba cặp lên đây đi, tụi em hôn. Như vậy anh chị ai sẽ tham gia làm gì? Bây giờ em vừa nói gì? Còn bạn này đồng ý, em đề nghị đây là em trai hay là em gái? Em nói làm sao nói lại đi. Rồi nói đi, mình kiếm xong. À, chị hay là hai mình ra đây để hai mình là ngành du lịch với nhau, không gian nó cũng dễ chịu hơn. Em trả lời sao? Dạ em chưa trả lời. Chưa trả lời mà trả lời luôn rồi đó. Dạ, về tinh thần sư phong thì em đứng. Dạ, em chỉ dùng ánh mắt thôi hả? Dạ. Trời ơi, em cảm nhận ánh mắt như thế nào? Hay gì là ánh mắt có quen của người Campuchia nó có sức quyến rũ luôn. Dạ, ảnh nhìn em xong cái... Cái quan trọng là cái này. Nhân liệu sẽ quyết định nó làm cân bằng được balance được cảm xúc của hai người. Thì anh tha thiết là chỉ được chạm vào xong có nghĩa là hỏi cần câu trả lời, đúng không? Tình yêu không lời như vậy còn sao? Em mời chị hai em hôn lên là em tự mời hay chị hai em mời? Trước tiên thì mình làm ngành nghề này, mình là MC thì nói chung mình sẽ học theo cái phong cách Tây Âu một xíu, thoáng, và đôi khi người ta chia sẻ những cái gì đó mình có thể chia sẻ cùng với cảm xúc của họ. Ví dụ vui thì mình gọi áp mái nhau, còn nếu mà buồn thì mình có thể ôm nhau để... Trời ơi, dài dạ, chưa không đó, dừng quá. Rồi, thôi được rồi, các bạn về chỗ đi nha. Coi như các bạn tham mà lên, và các bạn không nào, con gái không đến nhà tài trợ, không có trọng thâm, người ta tặng quà, người ta tốn bao nhiêu. Mà các bạn cảm xúc của nhau. Cảm xúc của nhau. Cảm ơn người, cảm ơn đến nhà tài trợ, chương trình. Và xin chào. Rồi, cảm ơn phụ mà. Xin mời những cặp không xung phong lên đây hôn nhận quà. Sử dụng như thế. Những cặp còn lại lên đi. Tự lên đi. Tự bắt cặp lên để lên. Thời gian chỉ có 3 đến 1, 2, 3 mà không lên thì không cơ hội chứ còn. Tôi biết các bạn là những người không tham, cho nên các bạn lên. Còn những bạn tham thì đã lên thì hết chơi rồi. 1, còn thêm 2 cặp nữa đâu. 1, 2 cặp nữa đâu. Ai thì phải ngồi yên như trời trồng đi qua đi. Nên nghỉ quỳ lại người ta đi. Trời ơi.
Trời ơi, cơ hội, hãy nắm bắt cơ hội. Các bạn đã chuẩn bị em. Bây giờ con gái, mời con trai, mời con gì lên. 2, 3, bắt đầu. Con gái mời con trai lại lên. Thầy công việc con gái đi mời con trai. Ừ, lên nữa. Các bạn nào đã lên rồi thì đổi. Đổi kép, đổi kép. Thay đào, đổi kép, hiểu chưa? Bây giờ chúng tôi sẽ chấm điểm nhảy xì lô để đã xoay mặt vào nhau để tay lên vai nàng tròn đến cổ của chàng nàng tròn đến cổ của chàng. Đây là ban giám khảo nha. Dạ. Rồi Mr. Hùng là ban giám khảo, em lên đây ngồi xem. Em có được tám đàn thằng tám 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 đàn thằng rồi đưa tôi đưa ra để nó đụng chạm với nhau. Ok, lắng nghe nhẹ nghe em chấm điểm đôi mắt nhẹ. Dạ. Mắt mà không chữ tình không liên nhiên là mua nhà. Thank you.